Các bạn, hôm nay đại lý phụ kiện xin giới thiệu các bạn một sản phẩm loa chuột không dây Kulen, mã sản phẩm là A50G, chuẩn 2.4 V/L, sản phẩm bảo hành 36 tháng. Có độ tùy chỉnh DVI từ 1.000 đến 2.000. Khoảng cách bắt tốt là 10 m. Đây là những thông số kỹ thuật của sản phẩm được ghi ở đằng sau lưng bao bì. Mình sẽ mở bên trong sản phẩm. Đây là chiếc USB Nano Wireless chuẩn 2.4. Bên trên lưng gồm có logo Kulen. Sản phẩm có công tắc nút tắt mở nguồn để bảo vệ pin tốt hơn. Dòng chuột này sử dụng 2 pin AA 1.5V. Đây là lỗ cắm để chuột để đầu thu phát. Hai nút back forward. Tùy chỉnh DVI cộng và trừ. Con lăn có thiết kế ma sát. Thiết kế ôm rất vừa tay. Hai điểm góc có thể tì tay. Mình sẽ cắm thử pin. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng đại lý phụ kiện 39 Nguyễn Ngọc Nại, Phương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, hotline 0944 730 444. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.